Bữa nay anh em mình sẽ tổ chức một trò chơi, đó là trò chơi trốn tìm. Mà mình không có trốn ở trong nhà, mình chơi mình trốn ở vườn dừa đó. Ở trong vườn dừa này là nó rộng tới một mẫu mấy là nha, nên sẽ có rất là nhiều chỗ trốn. Bây giờ là mình sẽ cho tụi nó là khoảng 5-10 phút thôi nha. 5 phút? Ừ, 5 phút thôi. Là tụi bay muốn trốn đâu trốn, trốn trên cây, muốn trốn dưới nước, muốn trốn đâu trốn, xong tao đi kiếm. Chỉ gì vậy? Chỉ rồi biết thì trốn rồi sao? Rồi ok, đi trốn đi, tao đứng đây 5 phút. Đi đi đi, tao không có đi đâu. Giờ tụi nó sẽ tản ra đi trốn nha. Đó, giờ mình không nhanh nữa. Giờ mình đi ra trước mình chơi mình chờ okay. Đó. Nãy giờ là mình cho nó hơn 5 phút luôn nha. Bây giờ mình đi kiếm nó. Đi trốn. Ok. Mình đứng đây mà nó chạy động hết rồi. Mình đứng đây là cái gì mà giáp chúng ở đây. À là nãy mình có nói với tụi nó là không được trốn trong nhà chính nha mọi người. Tại vì trong nhà chính là có thờ cúng rồi nên tụi mình không có trốn trong nhà chính. Tất cả các nhà khác là mình được nha. Vô tìm kiếm thôi. Kiếm thôi mọi người ơi. À, đặt ở đây coi. Trong con não đây không? Không có. Con não đây em bay. Ở dưới này không có nha bạn. Ok, không có. Tao tới nha. Nấp kỹ kỹ luôn nha. Ok, không có. Không có nào đây phải không? Đừng quay theo anh nè, chứ đừng quay riêng. Đây, vô nhà con ở đây. Có ai trốn trong đây không? Không còn nào hết. Đây. Thì ra tất cả đây đây các bạn, đây là nhà chính nè. Là đây nhà mình chính không cho tụi nó trốn trong trong đó nha. Thấy mình. Đây, tiếp tục. Vô trong nhà sàn nữa đó. Đi ra cái chuồng vịt nữa. Vô chuồng vịt luôn. Chơi bậy luôn. Trong đây cũng không có nào luôn. Đây nha bạn, không có ai nha. Đi ra ra ra, không có. Đi thẳng đường này luôn nè. Vô trong chuồng gà luôn. Đúng đâu tụi con. Đang đi chơi trốn tìm. Mấy nãy trốn đâu? Đang quay. Đi ra ngoài rồi đây. Chắc chắn là ngoài đây sẽ có thằng. Anh chắc không? Đi qua gần đi. Anh đây đi ra anh nha các bạn. Nè uống mấy cái tủ này ơi. Sao mấy nãy trốn kỹ vậy ta? Em hồi nãy cần coi trong đó có coi nó có ai không. Không có ai trong nhà sạc hết nha bạn. Trốn đâu hay vô. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đi ra chuồng gà. Em nghĩ là mình phải đi kiếm thật kỹ. Ở ngoài chuồng gà thế nào cũng coi thằng. Ở coi gà với bồ câu. Này các bạn xem gà với bồ câu. Quá chừng. Ôi.
Ủa cái gừng của má kìa. Có ai không á? Để anh vô vô kiếm. Không, không, không. Cưng coi trong đó kìa, cứ nhỉnh này. Cưng đừng có kiếm. Để mình đi kiếm thôi, cưng coi cho canh luôn nha. Đúng rồi, hay ta. Không thấy thằng nào hết. Trốn đâu kỹ vậy? Trốn quá kỹ luôn. Trốn rất là kỹ nha các bạn. Ra mấy đứa ơi. Đi kiếm trong mấy bụi dứa nè. Từ đã. Ba hẳn đi trốn rồi. Tôi đang chơi đúng tìm. Ok anh. Ê, có ai giật lỗ vậy? Đúng là mấy người này trốn rất kỹ nha các bạn. Có ai trốn dưới nước không ta? Dạ. Lấy nữa ơi. Cây xài có không? Không, không. Đốn đâu hay quá. À, mình tự đi tìm, mình tự quay cho mọi người. Thằng cameraman của mình nó bị mẹ nó kêu về rồi. Nên giờ mình tự đi quay. Đó, để kiếm thôi, trên cây xài có nào không? Không có nào trốn trên cây xài hết. Mấy này trốn đâu kỹ dưới trời. Kiếm trong bụi dứa này coi. Cũng không thấy thằng nào luôn. Trốn đâu kỹ quá. Đây, đây là nhà chính nè. Là chắc chắn là không có thằng nào trong đây rồi. Giờ mình sẽ đi xuống nha. Xuống dưới nhà nhà ngói đi. Đây, giờ đi xuống nhà ngói. Thử coi có nào đâu có dưới nhà ngói không. Tâm mình nó rộng hơn. Một mẫu mấy rồi, có gì. Mình mà đi kiếm mấy thằng này chắc là bị mỏi giờ. À, ở đây có cái cống. Có nào ở đây không? Ngu. Không có nào hết. Cái này trốn đâu. Hay quá. Có 3 thằng mình kiếm chết vậy nè. Lỡ lũ mà 10 thằng chơi chắc đi kiếm chắc không luôn. Đây. Tới nhà gỗ rồi nè. Để coi trong mấy cái lưu coi có nào trốn ở đây. Lưu nước không à, đâu có nào trốn được. Lưu nước không à. Ơi. Còn không có nào. Trốn hay quá. Ê, có mấy cái lưu bự. Không có nào luôn. Không có nào hết. Hay với ta. Này chắc mình nghi tụi nó leo lên cây trốn rồi. Mấy cái lưu bên đây cũng không có ai luôn. Để ra mình kiếm để coi mình cái bao. Mấy cái bao này không có dấu hiệu bị dở.
trốn đâu hay với ta. Qua đây coi. Rồi, không có con nào hết. Tụi nó sẽ không dám trốn gần đâu. Tụi nó sẽ đi trốn rất là xa. Ở vậy giờ mình phải đi xa ra giáp cái miếng đất luôn, mình đi kiếm đó. Nãy giờ là 15 phút là chơi cái thằng nào luôn. Mình nói bây giờ mình thấy có con cò nó bay ra thì chắc chắn là không có ai trốn đây rồi. Tại phải có người trốn đây, nhậu người cò bay đi trước rồi. Chứ không nhậu mà mình ra nó bay. Rồi, đây là giáp mí đất đây, hàng rào đây, trên cây là chắc chắn là không có rồi. Rồi, nhà gỗ không có, bây giờ mình nhà gỗ không có, nhà thủy tạ không có luôn, thì bây giờ mình sẽ đi ra vườn chôm chôm. Đi ra ngoài đó có mấy cây sầu riêng bự, chắc tụi nó leo trên đó. Đây, đây là ở ngoài nhà xe. Mình phát hiện có hai cái bồn nước. Hai bồn nước này là không có sử dụng. Đây coi coi có cửa nào đây không? Có nào đây bay? Không, không có, nhẹ quá không có. Bên đây nữa nè. Còn không có luôn. Không có thằng nào luôn nha mọi người. Dạ, căng ạ. Này trốn hay quá. Kiếm hoài không thấy. Khoan khoan khoan, ở phía sau nhà này. Để mình coi phía sau nhà coi có không. Không có thằng nào, trốn đâu hay dữ trời. Đây cũng không có thằng nào luôn. Trốn đâu hay quá. Giờ mình qua vườn sầu riêng mình kiếm tụi nó nha. Đây, để mình đi qua bên kia mình quay qua cho nó sáng. Đây, ấy, chôm chôm có trái ít rồi nè. Đó, đó mọi người. Có trái nhỏ 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 rồi một quả chân nè. Rồi giờ mình tiếp tục đi tìm tụi nó. Nó trốn đầu hay quá chứ. Không thấy thằng nào hết luôn. Bên đây có một mình mà mình đi tìm chắc khung luôn. Rộng rộng một mẫu mấy mà. Đây, ở trong đây mình nghi quá. Quả đi kiếm luôn. Dạ dạ. Trời ơi. Xém té. Nó trốn ở đâu vậy trời? Đây là hết đất rồi. Có nào trốn trong bụi không? Còn không có luôn. Trời ơi, chết. Hôm nay trong chân đã cá nhiều nha. Hôm nay là hết đất rồi. Hôm nay là thằng nào chấm dai nè. Mà nó trốn đâu hay dữ thằng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nãy này chuồng gà nãy mình vô rồi mà. Cái này nó hay dễ sợ thật. Quá kiếm hoàng con. Coi trên nóc của có. Một em xuống đây. Hồi nãy tao đi vô đây tao kiếm ở trong rồi mà tao quên kiếm ở trên nóc. Là nãy tao đi ngang ngoài ngoài đó là mày thấy đó, hả? Rồi nãy giờ mày ngồi đó hay là mày nằm xuống? Ngồi y nguyên vậy hả? Trời ơi, hồi nãy mình đi bên giường bên em, chỉ cần mình nhìn qua là mình thấy nó rồi. Nó leo dữ cái thầy. Ê, bây giờ mày xuống mày kiếm phụ tao đi chứ mày nó trốn kỹ quá tao kiếm không được. Báo kỹ. Ủa là tao bay báo gì với nhau hả? Trời ơi. Thôi thử kiếm đi, không báo kiếm. Rồi. Chị mày đi vô chỗ uống nước mày chờ đi. Rồi ok. Mà mày biết tụi nó ở hướng nào không? Hay hả mày, một thằng. Và còn hai thằng nữa mà nó trốn kỹ quá. Giờ tao đi kiếm hết rồi, giờ không biết đâu ra nữa nè. Khoan, sinh viên gì? Còi dưới suối rồi. Không, xuống suối này của mình nè. Giờ đi xuống nha mày. Đi vậy. Đây nha các bạn, tìm được rồi, tìm được một người nha các bạn. Tìm một thằng nữa. Còn người cuối, còn người cuối. Này thì chốt trong đó. Đây ra đây mày, đó mày. Hồi nãy tao đi nghe mày hai lần tao nhìn vô đây luôn mà tao không thấy. Làm sao mà thấy được. Đây các bạn đã bị bắt rồi nha các bạn. Bây giờ còn phát đúng không? Bây giờ tụi bay cứ đi theo tao thôi, tụi bay đừng có nói gì hết, đỡ tao được kiếm đó. Ui vui quá, khá mà vui. Thằng đã bị bắt. Đã bị bắt. Ngồi đó như đúng rồi. Hai lần là muốn chết là biết bắt. Thằng đạt hiện trên nóc cho chuồng gà. Thì trời chơi mình chút gần nhau thôi. Bây giờ mình đi thẳng này đi xuống dưới. Có bên đây là chỉ mới thì có một lần chứ chưa hai lần. Trong đó nãy tôi kiếm hết rồi. Vậy có những có một mình ta tôi kiếm nổi. Ai nói một mình hai người anh? Đạt thì lộ quá mày. Đạt thì nó bị bắt học đi. Mẹ nó bay sao rồi chứ nó không bay chết rồi. Em người nha bạn. Vô bể tắt lễ tối nè, về rồi. Ủa mà ném mày trốn đâu? Trốn ở
Thì bây giờ tao thua rồi đó, giờ tao hỏi mày nè, mày đốn đâu? Ông chỉ không chơi nữa thì chút nữa. Nhìn đúng đâu không nhìn. Nè. Đốn đâu chị, nói nghe coi. Ôi chị gì? Hồi nãy là đi kiếp cùng hết luôn á. Ủa chứ lẽ ông chỉ. Gì? Trốn cho đọt cây á. Cây nào? Đọt cây đúng rồi chứ, mày ở sao á, tuốt ở sao á. Mà cái cây gì? Cây mít. Cái bít mà mình bẻ mít mình. Không, mình... tuốt ở sao nữa. Ủa tuốt sao, có cây bít nào trời? Gần gần sát lâm đó. Ủa? Mít dưới giường á. Vậy là ba thằng trúng chỗ rồi. Tôi trốn tuốt ở dưới gốc cây kia kìa. Ở đây các bạn. Đi ngang hai ba lần luôn đúng không? Đi lấy đồ để tắt đi. Các bạn ơi, mình đi kiếm hết rồi. Mình chỉ bắt được duy nhất của thằng này. Xong mà thằng này nó đài lô cho mình thằng này là mình mới bắt được thằng này. Còn thằng này là mình thua luôn, bắt không được nó luôn, nó trốn ở đâu hay quá. Bây giờ mình thua rồi phải không? Mình thua rồi, bây giờ mình đi hai tắc. Đặng mình về mình làm nước mắm, đặng mình mua ốc thì mình luộc, mình đãi tụi nó chứ mình thua mà. Rồi ok, giờ đi hai tắc. Rồi chào mọi người á. Chào mọi người á.